Xin chào anh em, cửa hàng vừa về một con Pioneer 7800 Mark đôi nguồn vàng và một đôi loa Onkyo Buxell, dòng loa rất VIP anh em nhé. Dòng loa Buxell VIP, con này là Onkyo D202 25 mã. Con loa Buxell này kích cỡ thì nó gần bằng con âm ly này anh em nhìn này. Có nghĩa chiều cao nó gần bằng con âm ly. Âm ly là bình âm 42. Loa này thì nó cực kỳ VIP luôn, VIP ở phân khúc Buxell anh em nhé. Anh em có thể thấy những cái cọc loa này 202 sản xuất tại Nhật, 30-80W. Dòng loa này anh em chơi siêu tầm trong phòng ngủ, phòng làm việc hết ý luôn, về loa nó chắc chắn. Còn cái dòng Mark đôi này thì nó quá quen thuộc trên thị trường. Vừa về đây, bóc ly lâu ra anh em nhìn đây. Còn âm ly này thì nó thuộc dạng đẹp xuất sắc và siêu đẹp anh em nhé. Vì cái loại hàng đắt tiền này thì phải nhập hàng đẹp là điều đương nhiên, bãi zin tuyệt đối. Còn đây là đôi loa. Loa sản xuất tại Nhật. Loa 202A25 mã. Bát này tầm 16. Loa chép đo. Đây, đằng sau để gặp lên một chiếc. Loa này nó như là một cái khối gỗ ấy mà, nó làm chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Sản xuất tại Nhật, như khối gỗ. Ok.